Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài giảng môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay do nhóm tác giả giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Ở tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Ông bà yêu quý và bài đọc ngày hôm nay sẽ là bài 3 Bà nội, bà ngoại. qua bài học ngày hôm nay cô hy vọng các em sẽ đạt được các mục tiêu như sau thứ nhất đọc trôi chảy bài đọc ngắt nghĩ đúng dấu câu thứ hai hiểu nội dung bài đọc thứ ba biết liên hệ bản thân yêu quý kính trọng và biết ơn ông bà để khởi động cho tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát thật dễ thương thể hiện tình cảm của cháu dành cho bà các em nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động em hãy nói một vài điều em biết về ông bà hoặc người thân của em theo gợi ý tên nghề nghiệp cô có các ví dụ như sau bà em tên là đức thịnh bà là nhân viên ngân hàng mẹ em là quỳnh mai mẹ là giáo viên bà em tên đào bà nấu ăn rất giỏi em rất yêu quý gia đình em bây giờ các em hãy chia sẻ với các bạn và cô những điều em biết về ông bà và người thân của em nhé tiếp theo các em cùng cô quan sát bức tranh trên màn hình trong tranh các em thấy bạn nhỏ ở bên cạnh hai bà bà nội là người sinh ra ba bà ngoại là người sinh ra mẹ Cả hai bà đều là những người bà yêu quý của chúng ta phải không các em? Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 3, bà nội, bà ngoại để cùng tìm hiểu xem tình cảm của bạn nhỏ dành cho người bà kính yêu của mình nhé. Bây giờ, các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc nhé. Bà nội, bà ngoại bà ngoại bên quê mẹ bà nội bên quê cha cháu yêu cha yêu mẹ và thương cả hai bà bà ngoại chăm làm vườn vườn bà bao nhiêu chuối yêu cháu bà trồng na chẳng nghĩ mình cao tuổi tết cháu về quê nội biết là bà ngoại mong theo mẹ sang bên ngoại lại thương bà nội trong hai bà hai nguồn sông cho phù sa đời cháu hai miền quê yêu dấu cháu nhớ về thiết tha nguyễn hoàng sơn ở bài đọc này chúng ta sẽ chia làm bốn đoạn theo bốn khổ thơ trong bài đoạn thứ nhất chính là khổ thơ thứ nhất từ bà ngoại cho đến cả hai bà đoạn thứ hai là khổ thơ thứ hai từ bà ngoại chăm làm vườn cho đến cao tuổi đoạn ba là khổ thơ thứ ba từ tết cháu về quê nội cho đến bà nội trong và đoạn bốn là khổ thơ thứ bốn hai bà hai nguồn sông cho đến hết bài khi đọc các em cũng cần chú ý một số từ khó phát âm cô có từ chuối từ chuối có âm đầu là chờ vần ui các em đọc chuối từ trồng có âm đầu là tr, vần ong các em đọc trồng từ nguồn sông tiếng nguồn có âm đầu là ngờ vần uôn tiếng sông có âm đầu là sờ vần ông các em đọc nguồn sông từ thiết tha đều có âm đầu là thờ tiếng thiết có vần yết các em đọc thiết tha bây giờ các em cùng đọc lại một lần các từ khó phát âm với cô nhé chuối trồng nguồn sông thiết tha ngoài những từ khó phát âm các em cũng cần chú ý cách ngắt nghỉ hơi để bài thơ thêm hay và câu thơ thêm rõ nghĩa Bây giờ các em hãy nghe cô đọc mẫu và chú ý ở những chỗ cô ngắt nghỉ hơi nhé bà ngoại bên quê mẹ bà nội bên quê cha cháu yêu cha yêu mẹ và thương cả hai bà tết cháu về quê nội biết là bà ngoại mong theo mẹ sang bên ngoại lại thương bà nội trong bây giờ các em hãy tự đọc lại một lần hai khổ thơ này nhé tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc hiểu đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần giải nghĩa từ các em có biết nguồn sông có nghĩa là gì không à nguồn sông chính là nơi bắt đầu của dòng sông đấy các em ạ. À. Chúng ta cùng tiếp tục với phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại. Các em hãy đọc thầm lại đoạn 1, 3, 4 trong bài thơ và tìm ra câu trả lời nhé các em đã có câu trả lời chưa nào câu trả lời sẽ là từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội bà ngoại đó là thương nhớ thiết tha câu hỏi thứ hai những chi tiết nào cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ các em hãy đọc thầm lại đoạn 2, 3 trong bài thơ để tìm câu trả lời nhé. Cô chúc mừng bạn nào có cùng câu trả lời với cô. Những chi tiết cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ đó là yêu cháu bà trồng na, chẳng nghĩ mình cao tuổi và bà ngoại mong bà nội trông câu hỏi thứ ba bài thơ nói về điều gì cô có ba gợi ý gợi ý thứ nhất tình cảm của bạn nhỏ với vườn cây nhà bà gợi ý thứ hai tình cảm của bạn nhỏ với bà nội bà ngoại và gợi ý thứ ba tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê vậy câu trả lời sẽ là gì à câu trả lời sẽ là bài thơ nói về tình cảm của bạn nhỏ với bà nội bà ngoại câu trả lời mà chúng ta vừa nêu cũng chính là nội dung của bài đọc ngày hôm nay nội dung bài đọc cho em hiểu tình cảm yêu thương quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội bà ngoại và tình cảm của bà nội bà ngoại đối với bạn nhỏ cô hy vọng qua bài học ngày hôm nay các em sẽ biết yêu quý kính trọng và biết ơn ông bà các em nhé tiếp theo cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc lại khi đọc các em cần chú ý giọng đọc của bà như thế nào à khi đọc chúng ta cần chú ý đọc với giọng tình cảm chậm rãi chú ý nhấn giọng ở các từ ngữ chỉ tình cảm như yêu cháu lại thương thiết tha bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại hai khổ thơ nhé bà ngoài bên quê mẹ bà nội bên quê cha cháu yêu cha yêu mẹ và thương cả hai bà bà ngoại chăm làm vườn vườn bà bao nhiêu chuối yêu cháu bà trồng na chẳng nghĩ mình cao tuổi tiếp theo chúng ta cùng đến với hoạt động cùng sáng tạo hoa yêu thương em hãy kể những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc của người thân với em và của em với người thân cô có các gợi ý như sau những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc của người thân với em đó có thể là ông thường kể chuyện cho em nghe Hằng ngày mẹ chạy tóc cho em đến trường. Hay là bà luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc em. Em có thể thể hiện việc quan tâm chăm sóc của em với người thân qua những việc làm như sau. Em có thể đấm bóp, xoa lưng, giúp cho ông đỡ mỏi. Em cũng có thể giúp bà chải tóc nhổ tóc sâu cho bà. Hay em có thể thể hiện tình cảm của mình với ba bằng một nụ hôn. Em cũng có thể hái hoa tặng mẹ để cảm ơn mẹ đã luôn quan tâm chăm sóc em mỗi ngày. Cô tin rằng những hành động cử chỉ thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình sẽ giúp gia đình chúng ta luôn vui vẻ ấm áp. Và hạnh phúc hơn đấy các em ạ à. Bây giờ các em hãy tự đánh giá Những điều em đã học Và làm được qua bài học ngày hôm nay Cô có 3 mức độ đánh giá Đó là tốt Đạt Và cần cố gắng Cô có 3 nội dung như sau Nội dung thứ nhất Đọc trôi chảy bài đọc Ngắt nghĩ đúng Nội dung thứ hai Hiểu nội dung bài đọc và nội dung thứ ba, biết liên hệ bản thân, yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà. Dựa theo ba nội dung cô vừa nêu, các em hãy tự đánh giá xem chúng ta đạt được ở mức độ nào nhé. Chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Về nhà các em hãy luyện đọc lại thật trôi chảy bài đọc các em nhé cô chào tạm biệt tất cả các em hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau